Chức chủ tịch Hạ viện Mỹ đã được quyết định và người ngồi vào vị trí đó không phải ông Trump mà là Kevin McCarthy. Trải qua 15 vòng bỏ phiếu cực kỳ căng thẳng, với sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của ông Trump, ông Kevin McCarthy đã giành đủ số phiếu. Và ngay sau khi đắc cử vị trí người quyền lực số 3 tại Mỹ, vị tân chủ tịch Hạ viện đã nói rằng: "Tôi muốn đặc biệt cảm ơn Tổng thống Trump, ông ấy là người rất có tầm ảnh hưởng trong chính trường Mỹ. Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có thể nghi ngờ về sức ảnh hưởng của ông ấy. Ông ấy đã ủng hộ và giúp đỡ tôi ngay từ đầu. Ông Trump quả thực đã đứng ra đàm phán và lần lượt gọi điện để thuyết phục các đại biểu quốc hội cuối cùng bầu cho McCarthy. Trong thông điệp mới nhất của mình, ông Trump nói: quy trình bầu chủ tịch Hạ viện trông có vẻ điên rồ, nhưng đã làm cho nó quan trọng hơn và lớn hơn nếu diễn ra theo cách thông thường. Chúc mừng Kevin McCarthy và Đảng Cộng Hòa vĩ đại." Ngay trong đêm 6 tháng 1, ông Kevin McCarthy đã tuyên thệ nhậm chức. Và thông điệp đầu tiên mà vị tân chủ tịch Hạ viện Mỹ đưa ra đó là giải quyết khoản nợ khổng lồ của Mỹ.